Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của 50mm Việt Nam và tôi là Trung Vũ. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một câu chuyện hơi mang tính tâm linh một chút. Thế là đợt trước anh em tôi có một cái chầu nhậu nhỏ nhỏ để mà chào mừng cuộc sống đã trở lại sau cái đợt giãn cách xã hội vừa rồi. Và do tôi là người có tiểu lượng cao nhất cả đám nên là sau cái lượt rượu đầu tiên thì tôi đã nằm ở góc rồi. Và trong khi tôi đang mơ màng với giấc mơ trưa của Thùy Chi ấy, thì tôi bỗng gặp một hiện tượng lạ. Thế là trong giấc mơ tôi thấy Doraemon, nhưng mà Doraemon thì nói tiếng Việt. Doraemon nói với tôi là cậu ấy sắp trở lại thế kỷ 22 sinh sống. Cậu ấy sẽ để lại cho tôi cái bảo bối mà cậu ấy yêu thích nhất, đấy chính là chiếc túi thần kỳ. Tôi khá chắc là Doraemon đang nhầm tôi với Nobita đấy. Nhưng mà được để lại túi thần kỳ cơ mà, việc gì mình lại phải lên tiếng nhỉ? Và sau khi anh em gọi tôi dậy rửa bát ấy, thì tôi nhận ra là Doraemon thì đã trở về thế kỷ 22, nhưng mà chiếc túi thần kỳ thì ở lại. Và nó đây này. Và chiếc túi thần kỳ này thì có tên là Everyday Backpack Version 2, đến từ thương hiệu Peak Design. Cái dòng Everyday Backpack này thì nó là một dòng ba lô rất là đa dụng, không chỉ giúp anh em mang theo máy ảnh mà còn phục vụ các nhu cầu khác của anh em nữa đấy. Ví dụ như là tập bơi này, đi đá bóng này, đi tập gym này, tập yoga hay thậm chí là du lịch ngắn. Tôi cứ tưởng rằng cái túi thần kỳ này của tôi là đồ độc rồi ấy, nhưng mà hóa ra trong team có một anh em mình đã dùng cái Everyday Backpack Version 1 từ lâu rồi. Không biết là có phải do Dorami để lại hay là như thế nào, nhưng mà tôi rất thích thiết kế của cả hai chiếc ba lô này. Và cho mượn tí ông ơi. Ôi, đây này, đây là version 1 đây này. Và version 2 thì nó có một số cải tiến so với cả version 1, thì một lát nữa tôi sẽ đi vào chi tiết hơn. Dòng ba lô này thì có hai phiên bản là 20L và 30L. Với tôi cao khoảng 1m70 ấy, thì tôi đeo cái 20L này rất là vừa vặn để các bạn nhìn này. Còn ông nào mà to một tí ấy, cao khoảng 1m80 như là Huy Béo ấy, hoặc là các ông có nhu cầu mang cả thế giới trên lưng như là mấy bác phóng viên ảnh ấy, thì tôi nghĩ là phiên bản 30L thì sẽ hợp lý hơn. Phiên bản tôi đang cầm ở đây là phiên bản màu đen. Ngoài ra thì Everyday Backpack còn 3 màu nữa là màu xanh nước biển, màu xám chì và màu xám tro. Chất liệu bên ngoài thì sờ cảm giác rất là xịn. Nó còn dễ chùi rửa và ít bám bẩn nữa cơ. Còn khả năng chống nước theo như hãng quảng cáo thì rất là ấn tượng, từ bề mặt bên ngoài cho tới khóa kéo này này. Thế nên là nếu mà bây giờ trời có mưa nhỏ thì tôi có thể tự tin lấy máy che đầu như này này. Ở hai bên hông của chiếc ba lô này thì có hai cái ngăn rất là tiện như thế này. Trông bé thế này thôi á mà nhét được nhiều thứ phết đấy, như là bình nước, loa hoặc là tripod. Cái dây đeo của cái ba lô này cũng rất đặc biệt này. Với cái khớp tròn như thế này ấy thì nó sẽ hợp với rất nhiều khổ người. Và ngoài ra thì nó cũng giúp phân tán lực ra, giúp các bạn đeo ba lô đỡ mỏi hơn. Và điều đặc biệt nhất là thiết kế dây đeo như thế này sẽ giúp các bạn lấy máy ảnh ra rất là nhanh. Hai cái phần đệm hai bên này cùng với cái rãnh ở giữa này ấy, sẽ giúp cho bạn đeo ba lô lâu mà không bị mỏi cũng như là bí mồ hôi. Và có một điểm nữa rất đặc biệt, đấy là cái phần đệm lưng này có thể tách rời này. Thiết kế như thế này sẽ giúp cho bạn dễ dàng xuyên chiếc ba lô qua tay kéo của vali khi mà đi du lịch. Và một điều nữa tôi rất thích ở con ba lô này chính là nó có rất nhiều nam châm giữ cố định ở các vị trí như là quai đeo này, túi hai bên này, túi bên trong hoặc là cái túi bí mật ở dưới cái nắp này này. Nó vừa gọn vừa giúp cho đồ bên trong không bị rơi ra ngoài. À tôi quên ấy, cái ba lô này nó có một cái rất là hay nữa là cái móc này này. Ở cái móc này thì cái đầu nó có một cái anchor link này. Bạn có thể móc chìa khóa hay là lục lăng vào đây thì rất là tiện để đem theo và sử dụng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào những cái tính năng nổi bật của cái ba lô này. Thì đầu tiên đó chính là cái móc khóa này. Với cái móc khóa được thiết kế thông minh như thế này thì tôi hoàn toàn có thể mở bằng một tay và đóng cũng bằng một tay luôn. Và với cái gù được thiết kế như thế này thì kể cả bạn có đang rất vội bạn mở ra, bạn đóng lại ngay lập tức không kịp khóa, thì khi đeo lên và di chuyển thì đồ cũng không bị rơi ra ngoài. Nếu mà bạn có cần thêm không gian để đựng đồ ấy thì chiếc ba lô này còn có thêm 3 nấc để cài thêm như thế này. Và ở nấc trên cùng này ấy, thì không gian thêm cũng khá là nhiều đấy chứ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng mở cái ngăn đựng laptop của chiếc ba lô này ra. Cái ngăn đựng laptop này thì có thể đựng được laptop từ 13 cho tới 15 inch. Và nó có một cái miếng dán ở đây này, giúp cho bạn có thể điều chỉnh độ cao để lúc nào cái laptop nó cũng ở gần với cả khóa kéo, để cho bạn tiện lấy ra mà không phải đút tay vào sâu. Trong này như các bạn có thể thấy rõ là nó có hai cái đường nấc 13 inch và 15 inch. Thì tôi đang dán ở đây vì laptop của tôi là 13 inch. Ngay bên cạnh ngăn đựng laptop thì là ngăn đựng máy tính bảng. Và bên cạnh đó là ngăn để đựng kính, ví
hộp đựng thẻ nhớ hoặc là hộp đựng pin, rất là tiện và an toàn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở cái túi thần kỳ này ra nhé. Cái phần khóa kéo của chiếc ba lô này ấy, thì ngoài tác dụng là chống mưa nhỏ thì nó còn có một cái vòng dây ở đây rất là hay này. Bạn có thể mở ra vòng lên ở đây để chống tuột cũng như là chống trộm cắp. Cả phần trên và phần dưới thì đều có luôn. Và tôi khuyên các bạn là nếu mà khi di chuyển ấy, thì cái phần khóa kéo bên dưới này thì luôn luôn nên khóa kín. Khi mở ra bên trong ấy thì ở hai bên cạnh của chiếc ba lô thì đều có những cái ngăn nhỏ chia thêm như thế này. Rất là tiện để bạn nhét các phụ kiện như là sạc dự phòng này, dây nối này hoặc là hộp pin, hộp thẻ nhớ. Và đây là chiếc ba lô khi mà tôi đã mở hai bên ra và lấy hết các ngăn chia bên trong ra này. Không gian bên trong rất là rộng chứ. Tôi nghĩ là nếu mà đặt xuống sàn thì tôi có thể xuyên qua được đấy. Còn đây thì là phần ngăn chia ở bên trong của Everyday Backpack. Và phần ngăn chia này thì có 3 kiểu sắp xếp là Self, Cubby và Pass-Through. Và bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn thấy là cái sức chứa của cái túi thần kỳ này nó ấn tượng như thế nào. Như các anh em thấy ở đây thì tôi có một bộ bàn phím và chuột dành cho các bạn mê game. Và cái túi này hoàn toàn có thể chứa cả một máy ảnh và bộ bàn phím và chuột này rất là dễ dàng. Còn nếu mà bạn có nhu cầu đi tập như là yoga chẳng hạn, cũng rất là đơn giản. Và nếu bạn có cần đem theo túi ngủ dành cho những chuyến du lịch ngắn ngày chẳng hạn, đây cũng không phải là thử thách đối với Everyday Backpack. Ở đây thì mình có một set đồ khá là hardcore. Đây chúng ta có hai len này, hai body này, một flash này, một laptop, một máy tính bảng, một mic và từng này phụ kiện. Chúng ta hãy cùng xem là đống đồ này có chui vừa cái ba lô này không nhé. Và nếu nhắc tới chiếc ba lô này ấy, mà không nhắc đến cái phần dây chằng đồ của nó ấy, thì thực sự là một thiếu sót đấy. Hãng cho chúng ta 4 sợi dây để chằng đồ bên ngoài ba lô, 2 sợi thì nằm ở trong túi bí mật ở dưới đáy ba lô như thế này này. Có nam châm rất là tiện. Và đây là 2 sợi dây dài. Ngoài ra thì còn 2 sợi dây ngắn ở hai bên nữa. Và ở trên ba lô thì có rất nhiều vị trí để chằng đồ, thế nên là chúng ta có thể chằng thêm rất nhiều đồ khác ngoài ba lô, chẳng hạn như là dưới đáy ba lô, ở đằng trước ba lô cũng như là mặt trên ba lô. Phần dây ngang như này ấy, nó không chỉ có tác dụng giúp trợ lực khi bạn đeo ba lô, mà cái phần móc ở đây này nó rất là tiện để bạn móc đồ nữa. Như chẳng hạn như là AirPods của tôi này, tôi thấy móc ở đây rất là tiện và cũng dễ lấy ra nữa. Nếu mà bạn nào đi dã ngoại hay là đi du lịch ấy, thì có thể móc vào đây là bàn, đèn hoặc là còi. Và bây giờ thì tôi sẽ nói về các cái cải tiến đặc biệt của cái version 2 này so với cả version 1 mà lúc nãy tôi đã đề cập ấy. Thì đầu tiên đó chính là quai sách. Quai sách trên của version 2 thì thiết kế ở vị trí hợp lý hơn. Như các bạn thấy đây này, thì sách trọng lượng sẽ được phân bố đều hơn so với cả quai của version 1 thì làm ở ngay bên đằng sau của ngăn đựng laptop. Khi sách thì cảm giác hơi dồn về phía trước, trọng lực dồn về phía trước một chút. Điều thứ hai ấy, thì là cái phần khóa kéo của ngăn đựng laptop của version 2 thì dài hơn, giúp cho bạn có thể mở ra dễ dàng hơn. Và bên trong thì có thêm ngăn thay đổi độ dài, giúp cho laptop của bạn lúc nào cũng ngang phần khóa kéo như này này. Rất là dễ lấy đồ, chứ không như version 1. Nhưng chẳng hạn version 1 nếu mà bạn dùng laptop 13 inch, laptop sẽ tụt sâu bên trong như này, lấy thì sẽ lâu hơn và khó hơn. Ngoài ra thì phần ngăn đựng máy tính bảng ở bên version 2 thì đã có thêm nam châm. Và ngăn đựng phụ kiện ngoài cùng thì có thêm các ngăn chia nhỏ. Điều thứ ba ấy thì là cái dây đeo của version 2 này nó có cái phần nam châm cố định như thế này này. Cái phần nam châm này thì nó không chỉ gọn mà nó còn tiện khi bạn xuyên ba lô qua vali như thế này này. Thì cái dây đeo nó nằm gọn như thế này. Còn dây đeo của version 1 thì văng lung tung, khá là khó chịu.
Thêm một điểm nữa, ngăn cạnh bên của version 2 nó là túi, có thể ngay lập tức lấy đồ bên trong như thế này. Trong khi version 1 thì nó lại là khóa kéo, bạn sẽ phải mất thêm thao tác mới có thể lấy đồ bên trong. Và điểm cuối cùng ấy thì là ở version 2 này thì bạn có tận 4 sợi dây chằng và nhiều vị trí chằng hơn so với cả version 1. Version 1 thì bạn chỉ có 2 sợi dây thôi. Với 2 vị trí móc chằng đồ mới thì version 2 có thêm một cách chằng đồ mà version 1 không có. Và đó là tất cả những gì có trong video giới thiệu về chiếc túi thần kỳ mang tên Everyday Backpack version 2 của Peak Design ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ like và subscribe cho channel của 50mm Việt Nam, vì sắp tới chúng tôi sẽ còn đem tới cho các bạn nhiều bảo bối hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Tôi đi tìm hạnh phúc đây.